Lee Min Ho từ nam thần đẹp từng mm đến mất phong độ vì tăng cân, mặt sưng vù, giá chát. Ngoại hình hiện tại của diễn viên họ Lee được nhận xét là kém thu hút hơn, mặt bị sưng phù khi chụp ở góc chính diện. So với hình ảnh nam thần làm mưa làm gió thời gian trước, Lee Min Ho ngày càng mất phong độ. Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, tài năng và nhan sắc đỉnh cao của Lee Min Ho là điều không thể chối cãi. Đã từng là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái trẻ khi vụt sáng trong bộ phim Vườn Sao Băng, song đến hiện tại, Lee Min Ho lại không thể giữ nguyên phong độ đỉnh cao của mình. Theo đó, hình ảnh gần đây nhất của Lee Min Ho khiến công chúng không khỏi xôn xao. Xuất hiện trong buổi chụp hình quảng cáo thương hiệu thời trang, diễn viên gây bất ngờ với diện mạo phát tướng trông thấy. Gương mặt của Lee Min Ho cũng tròn trịa và bầu bĩnh hơn so với trước đây. Nhận xét về visual hiện tại, nhiều khán giả cho rằng ngũ quan của nam diễn viên sinh năm 1987 vẫn nguyên vẹn như năm nào. Song sự khác biệt có thể xuất phát từ việc anh chàng tăng cân không kiểm soát khiến các đường nét có phần bị dìm, kém điển trai. Cũng có ý kiến cho rằng Lee Min Ho bắt đầu bước vào độ tuổi khó kiểm soát cân nặng nên việc tăng cân là điều khó tránh. Trong quá khứ, Lee Min Ho từng sở hữu dáng vóc thanh mảnh, thư sinh, tuy nhiên sau khi nhập ngũ, anh bắt đầu tăng cân. Thời điểm tham gia Quân Vương Bất Diệt vào năm 2020, Lee Min Ho đã phải nỗ lực rất nhiều để giảm cân và có hình ảnh hoàn hảo trên màn ảnh. Trong khi nhiều người nhận xét Lee Min Ho không còn đẹp trai như trước, không ít fan tỏ ra bất bình vì thần tượng bị kỳ thị ngoại hình. Họ cho rằng cư dân mạng đang đề cao ngoại hình quá mức trong khi bỏ quên những giá trị khác của Lee Min Ho. Từng là sao nam sở hữu visual thu hút, Lee Min Ho bất ngờ sa sút phong độ đáng kể. Đặc biệt, đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ tỏ rõ sự thắc mắc của nam tài tử. Trước đó, Lee Min Ho cũng gặp phải tình trạng tương tự khi tham gia một sự kiện diễn ra tại đất nước Thái Lan. Dù là nam thần hàng đầu K-pop, Lee Min Ho thường xuyên gặp vấn đề về kiểm soát cân nặng. Anh từng nhiều lần bị cảnh sát ảnh chụp được khoảnh khắc phát tướng. Lee Min Ho ít khi chia sẻ chuyện cá nhân, nhưng anh từng một lần giải thích cho ngoại hình xuống sắc. Mặt tôi rất dễ bị sưng, thi thoảng gương mặt tôi vào ban ngày trông rất khác với buổi tối. Lee Min Ho sinh ngày 22 tháng 6 năm 1987 tại Seoul, Hàn Quốc. Anh là một trong những ngôi sao nổi tiếng và được yêu thích nhất của làng giải trí Hàn Quốc, được cộng đồng quốc tế công nhận. Lee Min Ho bắt đầu nổi tiếng với vai diễn chính trong bộ phim truyền hình Boys Over Flowers 2009, trong đó anh đóng vai Goo Jun Pyo, một thành viên của nhóm F4, một nhóm nhà giàu và quyền lực tại một trường trung học danh tiếng. Bộ phim này đã giúp anh trở thành ngôi sao hàng đầu trong ngành giải trí Hàn Quốc và mở ra cánh cửa cho sự nghiệp quốc tế của anh. Sau đó, Lee Min Ho tiếp tục thể hiện năng lực diễn xuất ấn tượng qua các bộ phim truyền hình và điện ảnh khác nhau. Các tác phẩm nổi tiếng mà anh tham gia bao gồm City Hunter 2011, The Heirs 2013, Legend of the Blue Sea 2016. Năm 2020, anh trở lại làng giải trí sau 2 năm tạm nghỉ để thực hiện nghĩa vụ quân sự với bộ phim Quân Vương Bất Diệt. Anh đã đạt thành công vang dội và sự đánh giá cao từ khán giả và giới phê bình nhờ vào diễn xuất tài năng và đa dạng. Tác phẩm gần nhất là Pachinko cũng được công chiếu đầu năm 2022. Hiện tại, anh đang nghỉ dưỡng và không còn đóng phim nhiều như trước. Sau khi tham gia Quân Vương Bất Diệt, từng có tin đồn Lee Min Ho hẹn hò với bạn diễn Kim Go Eun, nhưng cả hai đều im lặng trước thông tin này. Sau chuyện tình thu hút sự quan tâm của công chúng với nữ ca sĩ thần tượng Suzy, Lee Min Ho trở nên kín tiếng hơn trong việc chia sẻ những mối quan hệ tình cảm.